Molly Phan xin được kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post. Thưa quý vị, xâm lược Ukraine, Putin trộm gạt không được còn mất tòi nắm thóc. Được biết, cuộc chiến của Nga với Ukraine đang tàn phá triển vọng xuất khẩu vũ khí của Nga trong tương lai. Những tác động vượt xa doanh thu bị mất, vì xuất khẩu vũ khí từ lâu đã là công cụ cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, nên sự hiện diện suy yếu trên thị trường vũ khí toàn cầu sẽ làm suy yếu vai trò địa chính trị của Nga. Thưa quý vị, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu của Nga đã giảm từ 22% trong giai đoạn 2013-2017 xuống còn 16% trong giai đoạn 2018-2022. Trong khi đó, Hoa Kỳ củng cố vị trí dẫn đầu toàn cầu, tăng thị phần từ 33 lên 40%. Sự sụt giảm lớn ở một số khách hàng hàng đầu Việc xem xét kỹ hơn các số liệu của Sipri sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về cách thị trường xuất khẩu của Nga đang được chuyển đổi. Đối với 8 trong số 10 khách hàng lớn nhất của mình, doanh số bán vũ khí của Nga đã sụt giảm và trong một số trường hợp, sự sụt giảm này là thảm khốc. Tin tức lớn nhất là doanh số bán vũ khí cho Ấn Độ từ lâu đã là nước nhận vũ khí lớn nhất của Nga, đã giảm 37%, doanh thu của 7 hãng còn lại giảm trung bình 59%. Trung Quốc tăng 39% và Ai Cập tăng 44% là những quốc gia duy nhất tăng mua vũ khí của Nga. Điều đó đủ để đưa hai quốc gia này lần lượt đứng thứ hai và thứ ba về điểm đến cho xuất khẩu vũ khí của Nga sau Ấn Độ. Những tháng gần đây đã xuất hiện một loạt tin tức quan trọng cho thấy thị trường nước ngoài mua vũ khí của Nga có thể tiếp tục sụt giảm như thế nào. Nhược điểm có thể được chia thành ba trường hợp phản ánh ba khía cạnh khác nhau của việc Nga bị thua cuộc khách hàng số 1 Ấn Độ đã bắt đầu tìm kiếm nơi khác. Đầu tiên là Ấn Độ. Quốc gia nổi tiếng là nền dân chủ quan trọng duy nhất không có lập trường chống lại sự xâm lược của Nga. Giống như Trung Quốc, nước này đã chớp lấy cơ hội nhập khẩu số lượng lớn dầu của Nga với mức chiết khấu cao, trong khi cường quốc hàng đầu phương Tây có cái nhìn mơ mịt về các hoạt động này. Ấn Độ cũng đang quay lưng lại với Nga với tư cách là nhà cung cấp vũ khí chính cho mình. Về lâu dài, điều này quan trọng hơn. Giữa hai giai đoạn SIPRI đo lường, thì phần nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ vào Nga đã giảm từ 62% xuống 45%. Đó là một sự phát triển đáng kể vì Ấn Độ vẫn là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và nó không có gì đáng ngạc nhiên. Kinh nghiệm của Ấn Độ về hợp tác quốc phòng với Nga là không tốt quyết định mua một hàng không mẫu hạm cũ của Nga được mô tả là một tác vụ đắm tàu vì các nhà thầu không hoàn thành việc tân trang. Và mối quan tâm của nước này trong việc tiếp tục mua tàu ngầm Nga đã bị dập tắt vào năm 2013, khi một tàu ngầm do Nga chế tạo phát nổ và chìm ở mầm bài, khiến 18 thủy thủ đoàn thiệt mạng. Vào giữa tháng 6 năm nay, có thông báo rằng Ấn Độ đăng ký hợp đồng với ThyssenKrupp của Đức để mua 6 tàu ngầm mới. Và vào giữa tháng 7, trước chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Paris, có thông tin chính thức rằng họ đang xem xét các giao dịch mua bao gồm 3 tàu ngầm lớp Scorpion và 26 máy bay chiến đấu Dassault Rafale. Iran tìm kiếm công nghệ chế tạo vũ khí Trường hợp đáng chú ý thứ hai là Iran. Nước cung cấp cho Nga máy bay không người lái tấn công xe hét để sử dụng chống lại Ukraine. Có tin đồn rằng Iran cũng đang cân nhắc việc cung cấp hỏa tiễn đạn đạo cho Nga để đổi lấy máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga. Theo thỏa thuận đưa ký với cựu tổng thống Iran Hassan Rouhani, Moscow đã đồng ý cung cấp 50 máy bay chiến đấu Su-35, nhưng Iran không mong đợi việc giao hàng sớm. Chuẩn tướng Vahedi, chỉ huy lực lượng không quân Iran, thừa nhận ông không biết khi nào các máy bay phản lực Nga sẽ đến phi đội của ông lãnh đạo Serbia ưu ái Pháp về một số vũ khí. Trường hợp quan trọng về mặt chính trị thứ ba là Serbia, từ lâu được coi là bạn và đồng minh trung thành của Nga. Giữa tháng 4 năm 2023, Tổng thống Alexander Vucic cho biết nước ông có kế hoạch mua 12 máy bay phản lực The Sorafan mới từ Pháp và có thể thêm hàng chục máy bay đã qua sử dụng từ một quốc gia phương Tây khác. Đây không phải là trường hợp đầu tiên Serbia thích Pháp hơn Nga. Năm 2016, họ mua máy bay trực thăng từ Airbus và năm 2019, họ mua hỏa tiễn đất đối không Mistral. Những diễn biến này cho thấy Belgrade có thể đang rời xa người bạn truyền thống và nhà cung cấp vũ khí của mình. Ba trường hợp này minh họa các xu hướng địa chính trị đang chống lại Nga như thế nào. Trong trường hợp quan trọng của Ấn Độ, sự thất vọng ngày càng tăng về sự lưu biến và kém cỏi trong việc chuyển giao vũ khí của Nga, kết hợp với mối lo ngại về sự chuyển đổi đang diễn ra của cấu trúc an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Khi các cường quốc phương Tây đang xây dựng liên minh để chống lại Trung Quốc, Ấn Độ có lý do để đặt câu hỏi về sự khôn ngoan khi liên kết với Nga. Quốc gia đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Trường hợp của Iran cho thấy tình hình an ninh phức tạp ở Trung Đông đặt ra cho Nga một số lựa chọn khó khăn như thế nào. Họ cần có mối quan hệ tốt với Tehran, nhưng nếu muốn cung cấp vũ khí tiên tiến như Su-35, so họ sẽ phải đón nhận phản ứng gay gắt từ Israel. Quốc gia cho đến nay vẫn giữ thái độ khiêm tốn trong việc hỗ trợ Ukraine. Đó sẽ là một tin khủng khiếp đối với Moscow. Cuối cùng, Trường hợp của Serbia cho thấy sức hấp dẫn của việc trở thành thành viên của Liên minh châu Âu cũng làm suy yếu ảnh hưởng của Nga ở vùng Balkan. Bất chấp truyền thống lâu đời về tình anh em Slav với Nga, Belgrade hiện là ứng cử viên gia nhập EU gồm 27 quốc gia và đang chịu áp lực phải thu hẹp lại mối liên kết với Moscow. Mặc dù Tổng thống Vujic có thiện cảm lâu dài với Nga, nhưng ông không chỉ tăng cường mua vũ khí từ phương Tây, mà còn cùng với các cường quốc phương Tây tại Liên Hợp Quốc lên án hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine. Điều đó để lại câu hỏi sâu sắc hơn là liệu các quốc gia như Trung Quốc và Ai Cập có còn là khách hàng tốt hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào cung và cầu. Chính xác là liệu các nhà sản xuất vũ khí của Nga có thể cung cấp được hay không? bất kỳ đánh giá hiện tại nào về vai trò tương lai của Nga trong buôn bán vũ khí toàn cầu đều phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến ở Ukraine. Trong ngắn hạn, Moscow sẽ thấy việc xuất hiện như một nhà cung cấp đáng tin cậy là một thách thức. Triển lãm hàng không Mars hai năm một lần dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm nay tại Nga đã phải hủy bỏ. Ngoài giá trị giải trí, MASS còn có truyền thống lưu đời là địa điểm quan trọng để các nhà sản xuất vũ khí Nga trưng bày sản phẩm của họ và ký kết hợp đồng. Năm nay, họ có rất ít điều để thể hiện và không có kỳ vọng gì về công việc kinh doanh nghiêm túc sắp tới. Thưa quý vị, trong nhiều năm tới, Nga sẽ tập trung vào việc xây dựng lại lực lượng quân sự của mình. Đây sẽ là một cuộc đấu tranh khó khăn ngoài tình trạng thiết bị bị phá hủy liên tục trên các chiến trường ukraine kho thiết bị sẵn có đang dần xuống cấp do nhu cầu phải loại bỏ một số thiết bị để bảo đảm các bộ phận cho những thiết bị khác hàng không nga đang phải chịu thiệt hại nặng nề vì điều này việc lách lệnh trừng phạt đã miễn cưỡng giúp bảo đảm dòng bộ vi xử lý cho phép các nhà sản xuất vũ khí duy trì một số sản lượng tuy nhiên điều đó chủ yếu được thực hiện bằng cách hiện đại hóa các thiết bị cũ được cất giữ lâu ngày trong kho thường là ở ngoài trời nó hầu như không có ít trà xuất khẩu. Một trở ngại đáng kể trong việc xây dựng lại năng lực công nghiệp quân sự là các nhà cung cấp công nghệ quân sự quan trọng đều được đặt tại các quốc gia hiện không thân thiện. Điều quan trọng nhất là Ukraine, nơi không chỉ cung cấp các đầu vào quan trọng như động cơ máy bay trực thăng và tuabin diesel của hải quân, đây cũng là nơi sản xuất hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa SS-18 trụ cột trong lực lượng răng đe hạt nhân trên mặt đất của Nga. Do mối quan hệ với nhà sản xuất ở Dnipro hiện đã bị cắt đứt, hiện tại người ta nghi ngờ liệu kho hỏa tiễn vũ trang hiện tại được triển khai trong các hầm chứa có được duy trì hay không. Mối lo ngại về số lượng máy bay tấn công mặt đất Su-25 đang hoạt động ngày càng bị thu hẹp do cơ sở sản xuất chính của nhà máy ở Georgia, nơi bị Nga ném bom trong chiến tranh năm 2008. Nó ngừng hoạt động vào năm 2010 và việc sản xuất ở Nga cũng dừng lại vào năm 2008 đến 2017. Về lý thuyết, những vấn đề này có thể khắc phục được, nhưng trên thực tế, chúng sẽ đòi hỏi phải thay thế nhập khẩu, làm nổi bật các câu hỏi về hiệu quả sản xuất trong nước. Tham nhũng và chủ nghĩa gia đình trị đang làm suy yếu chất lượng của ngay cả những hệ thống vũ khí quan trọng. Một trường hợp điển hình là hỏa tiễn Bulava được phát triển cho lớp tàu ngầm hạt nhân Borei mới. Hiệu suất của nó thất thương đến mức được cho là mối đe dọa nghiêm trọng hơn đối với hải quân Nga so với đối thủ Mỹ. Thưa quý vị, trước cuộc xâm lược toàn diện, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liên tục đề cập đến các loại vũ khí kỳ diệu mới như phương tiện lướt siêu thanh Avangard, Hỏa tiễn hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân 9M730 Burevestnik, hỏa tiễn hành trình chống hạm siêu thanh chạy bằng động cơ Scamjet 3M22 Zircon, KH-47M2 Kinzo hỏa tiễn đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không và ngư lôi Poseidon tầm rất xa được trang bị vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt thích ca ngợi hỏa tiễn siêu thanh là vũ khí bất khả chiến bại mà không lực lượng phòng không Mỹ nào có thể chống lại được. Hóa ra, một khẩu đội Patriot của Ukraine đã đánh bại được một loạt không dưới 6 hỏa tiễn Kizo đang hướng tới Kiev, thưa quý vị. Trong khi nhà xuất khẩu hệ thống Patriot, công ty Raytheon hiện đang nhận thấy nhu cầu ngay càng tăng, thì nhà sản xuất hỏa tiễn Kizo có thể không nhận được sự quan tâm tương tự đối với sản phẩm của mình. Hiệu suất của vũ khí có độ chính xác cao của Nga được sử dụng để chống lại Ukraine còn thiếu sót. Tỷ lệ bị tiêu diệt của các hỏa tiễn đang phóng tới là rất cao và những hỏa tiễn có thể xuyên thủng hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất đều có tác động hạn chế đến các mục tiêu quân sự có giá trị cao. Kết quả là, bộ chỉ huy cấp cao của Nga đã tập trung vào việc tấn công các mục tiêu dân sự mềm. Đó không phải là lý lẽ bán hàng thuyết phục đối với những quốc gia dự đoán sẽ phải gây chiến với đối thủ là các nhà cung cấp vũ khí phương Tây kết luận là rất ít quốc gia được phép tiếp cận vũ khí của phương Tây sẵn sàng mua vũ khí từ Nga. Ấn Độ là một ngoại lệ đáng chú ý, nhưng điều đó có thể sắp kết thúc. Nhìn xa hơn cuộc chiến ở Ukraine, có hai kịch bản rất khác nhau xuất hiện. Đầu tiên, nếu Nga tìm cách thoát khỏi cuộc chiến bằng một giải pháp thương lượng và nới lỏng các biện pháp trừng phạt, nước này có thể bắt đầu củng cố liên minh và xây dựng lại ngành công nghiệp quân sự của mình. Điều đó có nghĩa là họ sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc và tập trung phát triển thị trường ở các quốc gia đứng về phía Moscow trong chiến tranh. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, viễn cảnh vẫn sẽ rất ảm đạm. Sự trỗi dậy nhanh chóng của Ai Cập như một thị trường đã bị phá vỡ trong giai đoạn 2021-2022 khi nước này không nhận giao vũ khí của Nga. Đầu năm 2022, Cairo hủy đơn đặt hàng lớn mua máy bay chiến đấu Su-35 tiên tiến. Algeria và Indonesia cũng làm như vậy. Điều quan trọng hơn nữa là lượng hàng Nga giao cho Trung Quốc trong giai đoạn 2020-2022 thấp hơn nhiều so với năm 2018-2019. Việc thuyết phục các thị trường cốt lõi này rằng Nga có thể được tin cậy một lần nữa sẽ là một việc khó khăn. Kịch bản thay thế và có nhiều khả năng xảy ra hơn là Nga bị đánh bại ở Ukraine và vẫn phải chịu lệnh trừng phạt trong thời gian dài. Mặc dù việc phá bỏ các biện pháp trừng phạt có thể tỏ ra hữu ích trong việc xây dựng lại lực lượng vũ trang Nga, nhưng nó sẽ ở trình độ công nghệ thấp và không hấp dẫn để xuất khẩu. Quan trọng nhất, Trung Quốc có thể loại bỏ hoàn toàn Nga khi nước này tăng cường sản xuất vũ khí tiên tiến trong nước và sử dụng kỹ thuật đảo ngược vũ khí của Nga để đẩy Điện Kremlin ra khỏi các thị trường khác. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình luận đàm thời sự ngày hôm nay. Mô Lê Phan kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.